mọi người, thì lại là Quyên đây. Thì hôm nay á, Quyên sẽ cập nhật cái giá mà Sachi và F155 bên cửa hàng Quyên nha. Thì Quyên cũng có nói sơ lược về cửa hàng Quyên á, là cửa hàng Quyên ở là Bến Cát, Bình Dương, gần cổng 1 khu du lịch Đại Nam nha. Số điện thoại và Quyên sử dụng Zalo luôn á là 0968302553. Thì đây là hai cái mẫu xe khá là chuộng nhất của bên cửa hàng Quyên. Đây là F155 và đây là cái này là Sachi ha. Thì bên Quyên có nói sơ lược luôn á, là Sachi thì bên Quyên có hai loại, Sachi tư nhân và Sachi chính hãng. Thì đối với em này nó là Sachi tư nhân nha. Thì những cái anh chị và các bạn nào á, mình có thích cái dòng mà Sachi chính hãng á, thì mình có thể là liên hệ trực tiếp liền với Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha. Thì đây Quyên sẽ giới thiệu sơ lược về cái dòng Sachi tư nhân này cho các bạn ha. Đây là cái màu xe là dạng 3D bên cửa hàng Quyên. Thì ngoài ra cái màu xanh xi măng này á, thì bên cửa hàng Quyên vẫn còn nè, màu cam này, vàng này, hay là tím đỏ gì đó. Nếu mà anh chị các bạn nào mình thích những cái mẫu mà cái mẫu xe này và cái màu như thế nào thì có thể là nhắn tin liền cho Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha. Thì đối với cái em xe này á, bên Quyên đang có mức giá là 59.500.000, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hay mình còn gọi là VAT nha. Thì đối với cái mức trả trước á, bên đối với cái em xe này á, các bạn chỉ cần trả trước dùm Quyên á là 8 triệu trở lên là Quyên có thể hỗ trợ cho tất cả các bạn rồi. Còn nếu như mình có thể là mình chọn những cái màu zin á, thì cái mức trả nó sẽ thấp hơn tí. Thì những cái anh chị và các bạn nào mình thích cái mẫu này thì có thể là nhắn tin liền cho Quyên, Quyên sẽ tư vấn thêm cho tất cả các bạn ha. Các bạn cứ yên tâm, giá bên Quyên á là đã bao gồm thuế này. Nhưng mà Quyên nhắc lại nha, là chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Thì những cái bạn nào mình đăng ký ở Bình Dương này, Sài Gòn hoặc là những khu vực khác như ngoại tỉnh đó, thì có thể là nhắn tin Quyên, Quyên sẽ báo giá cụ thể cho mình ha. Thì hồi trước đó là mình mua gốc thì nó sẽ hơi khó xíu, là nó cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái. Còn hiện tại bây giờ nó rất là dễ luôn, mình chỉ cần chứng minh hoặc là căn cước công dân là mình có thể là mua được rồi. Thì hồi xưa thì mình mua mình không có hỗ trợ cái gói ưu đãi, thì bây giờ là bên cửa hàng Quyên á sẽ hỗ trợ cái gói lãi suất ưu đãi luôn. Quyên nhắc lại là cái mức trả thấp nhất bên cửa hàng Quyên đối với cái mẫu 3D á là mình trả từ 8 triệu giùm Quyên. Còn mình nếu mà mình có điều kiện hơn thì mình có thể trả hơn. Thì những cái dòng xe này các bạn mà mình chịu khó, mình có kinh tế một xíu á, mình trả tầm khoảng 40% thì bên cửa hàng Quyên sẽ hỗ trợ gói cây bạc gốc cho tất cả các bạn luôn nha. Mình có kèm theo hộ khẩu này, bảo hiểm y tế này, thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ luôn cái gói ưu đãi và cực thấp luôn ha. Thì Quyên nói sơ lược về cái em xe này, thì màu này là màu xanh xi măng này. Với lại ngoài ra cái chương trình ưu đãi bên cửa hàng Quyên á là sẽ giảm giá các phụ kiện cho tất cả các bạn nha. Đây là cái chống đổ trước này bên cửa hàng Quyên nè. Đây, cái mức giá mấy cái phụ kiện này các bạn có thể là liên hệ riêng với Quyên, Quyên sẽ hỗ trợ. Những các bạn nào mình đã mua xe tại cửa hàng Quyên hoặc là ở mình đã mua rồi quay lại mua nữa, hoặc là mua phụ thêm phụ kiện gì đó, thì Quyên vẫn hỗ trợ cho tất cả các bạn là 30% nha. Đây là ba ga ha, hồi nãy anh có quay cho mình là cái két nước rồi ha. Còn đây là chống độ sau này đây, còn bên đây nó còn có cạc te nữa này. Anh quay giùm em bên đây ha. Bình thường là cái này ở đây nó là cái mũ nhựa thôi, con này là bên Quyên lên cái cạc te luôn. Thì đa phần những cái phụ kiện bên cửa hàng Quyên á đều giảm giá là 30% cho mình luôn. Mức trả góp từ 8 triệu và chỉ cần chứng minh hoặc là căn cước công dân. Mình có những cái giấy tờ kèm theo nữa thì càng tốt ha. Rồi Quyên đã coi như là Quyên đã review xong cái em xe màu Sachi màu xanh xi măng. Còn bên đây là cái F155. Thì cái màu này là phiên bản giới hạn nha tất cả các bạn. Còn mình thích cái màu 3D á thì có thể là nhắn tin riêng cho Quyên, Quyên sẽ cập nhật giá cho tất cả các bạn nha. Tại vì cái clip trước là Quyên cũng đã có quay ba cái em xe màu 3D cho mình rồi. Cái này là em xám cam này. Cái này là mâm cam, tùy mỗi người sẽ gọi là mâm cam hoặc là mâm đỏ ha. Thì đối với cái em xe này bên Quyên mới về nên chưa có lên phụ kiện, nên các bạn mà có gắn thì bên Quyên vẫn giảm giá 30% cho mình luôn. Thì mức giá đối với em xe này nó sẽ là 50.500.000, đã bao gồm VAT nha. Quyên nhắc lại là đã bao gồm VAT, không có phát sinh cái tiền thuế giá trị gia tăng hay là VAT gì đâu, các bạn cứ yên tâm. Mức trả góp thấp nhất đối với cái em xe này nó sẽ là từ nói chung là nhín lắm là 5 triệu. Còn nếu mà mình có nhiều hơn 7-8 triệu thì càng tốt nha. Thì thủ tục góp thì nó cũng giống như cái em Sachi nãy giờ Quyên nói thôi, là cần chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu thôi ha. Phụ kiện thì bên Quyên vẫn kèm theo xe là giảm 30% cho tất cả các bạn luôn. Ngoài ra những cái màu F155 này
bên Quyên vẫn còn những cái mẫu mà 150 này hoặc là mới kinh nữa, thì những cái bản giới hạn là bên Quyên vẫn còn luôn á. Thì do nhiều khi Quyên quay nhiều clip quá, Quyên cũng không có quay hết được tất cả những cái dòng xe, thì anh chị các bạn mình thông cảm cho Quyên nha. Thì với lại Quyên nói luôn á, là những cái anh chị và các bạn mình đã mua xe bên cửa hàng Quyên rồi, mình có quay lại nữa thì bên Quyên vẫn hỗ trợ cái tiền hoa hồng cho mình này, giảm giá và hỗ trợ thêm cái tiền xăng xe luôn, các bạn cứ yên tâm điều đó nha. Thì hôm nay Quyên đã cập nhật xong cái xe F5 và Satria. Thì những cái bạn nào mình có nhu cầu mà thích Quyên review thêm cái xe gì nữa thì có thể là nhắn tin là Quyên sẽ hỗ trợ và review thêm cho các bạn nha. Còn về vấn đề mà hỗ trợ các bạn mua góp á, các bạn cứ nhắn tin liền cho Quyên qua số điện thoại và gọi điện cho Quyên hoặc là nhắn tin Zalo là 0968302553. Thì Quyên đã cập nhật xong hai cái dòng xe này rồi, thì xin chào tất cả các bạn nha.